Xin chào cả nhà, cả nhà có khỏe không? Xin chào cha nhà, xin chào bà ngoại, xin chào ông ngoại, xin chào cô, xin chào Úp, xin chào Honey, xin chào Eden, xin chào Swan, xin chào Mami. Con đâu có chào con đâu có cần phải chào con. Xin chào Papa, xin chào Mamu, thôi được rồi, xin chào Mami. Chào bà Cóc. Bà Cóc. Xin chào cả nhà có khỏe không? Thì mấy hôm ngày đó là gia đình Trang không có khỏe. Chào Suen đó hả? Thì mấy bữa nay là gia đình hồi từ lúc mà cái video trước Trang có chia sẻ là Eden bị cái bị té, bị tét cái càm, phải đi vào nhà thương để mà đi mai lại cái nhà, nhưng mà cái vết thương đó, nó không có dài, nó như nó không có rộng lắm, nó sâu mà không rộng, nên là người ta dán lại, người ta lấy cái keo người ta dán lại, nhưng mà là đi vào trong bệnh viện á, thì bệnh viện nó có rất là nhiều người thực tập, thì lại là vào cái người, trúng vào cái người thực tập đó, không có được tỉ mỉ, như là không có biết, không có rành đó, nên là dán không có được không có được đẹp. Khoảng đâu coi, nó té hồi bữa thứ ba, bây giờ là thứ năm. Xin tập lên mama. Nó té bữa thứ ba, bây giờ thứ ba tuần rồi đó, bây giờ là thứ năm, tức là cũng 10 ngày rồi đó cả nhà. Thì cái này nó khô, cái mài lại từ từ nó sẽ rụng xuống, từ cái keo đó, nó sẽ rớt xuống, thì nó sẽ để lại một cái thẹo, nhưng mà mình không biết là cái thẹo nó nhiều không, tại nhưng mà nó cũng nhỏ, với lại nó dưới cầm nên là mình cũng không có thấy nó. Thì cái mà té đó thì qua xong rồi á, thì 2-3 ngày sau á, lại đèn bị tiêu chảy á cả nhà, giống như là nó đi vào trong bệnh viện nó bị như là cái nó bị lây á, bị lây nhiễm, lây cái bệnh mà tiêu chảy là bị ói, nôn ói và bị tiêu chảy, hai thứ luôn á cả nhà. Thì bây giờ hiện bây giờ là vào mùa thu rồi, bên Pháp này á, là nó đang vào cái mùa cúm nè, mùa tiêu chảy nè, corona thì khỏi nói rồi, giờ cả thế giới thì đâu cũng có corona, nhưng mà cái hiện giờ là ở Pháp là có rất là nhiều bệnh, những cái bệnh sau mùa đèn hết á thì đèn lây cho Soen. Soen là người bị nhẹ nhất, Soen là người bị nhẹ nhất thì bị cũng ói với lại tiêu chảy, mà tiêu chảy cũng rất là ít à, mà ói là nhiều, thì cũng kéo dài 2-3 ngày vậy đó. Xong rồi đó thì đã lây cho ông xã của Trang. Ông xã Trang là người bị nặng nhất luôn, tức là bị ói và bị tiêu chảy mà rất là nặng luôn, sáng đêm luôn á cả nhà. Rồi ngày hôm sau á mới là hẹn bác sĩ để mà xem bác sĩ, mà bây giờ bên Pháp này có như là mình xem giống như chị nào video vậy nè. Nó thì bác sĩ hỏi mình bị cái gì vậy đó, chứ không có cần phải đi lại bác sĩ. Thì hiện bây giờ tại vì có corona nên là đi khám bác sĩ mà bằng cái video này nó cũng rất là phổ biến, cũng rất là tiện lợi nữa, mình không có cần phải đi đi lại chỗ khám đó. Thì khám bác sĩ, với lại trước khi khám bác sĩ thì Trang có đi lại nhà thuốc tây mua thuốc cho ông xã uống. Ông xã của mình bị bệnh ha, rồi mà ông xã bệnh rất là nặng luôn, tóm lại là mà bệnh như là mình đã gọi là vít đi hết luôn á, tức là hết sổ, hết nước trong cơ thể mình ra luôn á. Hai đứa này nó ăn cơm á cả nhà, nhưng mà cái đường ruột của nó vẫn không có, chưa có ổn định á cả nhà, vẫn còn lâu lâu nó cũng ăn cái gì nhiều quá nó cũng ói á, nhưng mà nó đỡ hơn lúc trước, tức là nó cũng ăn được, nó không có bị mà mắc sức. Lúc trước nó khi mà cái bệnh mà tiêu chảy nó rất là mắc sức cả nhà, tại vì nó mình đi tiêu chảy mà mình cái nước ở trong cơ thể mình nó thải ra hết luôn đó, nên là mình dễ bị mà thiếu nước đó. Nên là bác sĩ có cho nước biển khô để uống, thì Eden thì uống được, còn Soen thì uống không được, Soen không biết uống, uống vô nó ói cả nhà. Ông xã mình cũng không biết uống luôn. Thì ông xã mình mới coi trên mạng là uống khi mà bị tiêu chảy là mình uống coca nha cả nhà. Coca mà mình quậy, mình đừng có để vào trong nước lạnh nha, đừng để đá gì hết trơn, coca bình thường vậy nè, cái
nhiệt độ bình thường ở ngoài vậy đó, mình đợi mình quậy lên, mình lấy cái nỉ á, mình quậy lên cho cái bọt á, của cái gas á, nó nổi lên, nó đi hết, như vậy nó tan hết cái gas, như vậy mình uống vào nó không có hại bao tử. Thì uống cái coca nó sẽ làm cho mình giảm ói và nó làm cho mình sẽ bón lại, tức là mình giảm đi tiêu chảy ở cả nhà. Nó thì ông xã mình uống hết một chai 1,5 lít luôn, thì uống hết cái đó là đỡ. Nhưng mà không phải là uống nhiều nha, khi mình uống từng ngụm thôi, mình cảm thấy trong người mình khó chịu thì mình uống vào, như mình mắc ói á, mình uống vào là tại vì nó khi mà mình mà bị tiêu chảy mình không ăn gì được tất cả nhà, và mình cũng không có nên ăn, tại mình ăn vào mình sẽ ói ra rất là mệt. Thì ông xã mình nó ngày đầu là không ăn gì hết, ngày thứ hai mới bắt đầu là khỏe khỏe lại thì ăn vào nó dẫn ói, nên là hai ngày đầu đừng ăn gì hết nha cả nhà. Nó là mình uống cái coca nó có chất đường, nên là chất đường nó cũng giữ cho mình không có bị mệt, không có bị chóng đó. Thì với lại nếu mà ai mà uống được nước biển khô thì rất là tốt đó, thì uống coca vào nó có cái chất ngọt. Coca thì không có tốt rồi đó, nhưng mà khi mà mình tiêu chảy thì nó rất tốt cho mình, nó giúp cho mình là không có bị nôn ói, với lại là đi cầu. Nó thì Trang muốn chia sẻ cho cả nhà vậy đó. Trang thấy ông xã của mình uống coca thấy đỡ, nên là Trang muốn làm video này để mà chia sẻ cho nếu mà ai mà gặp trường hợp mà bị tiêu chảy như vậy đó, mà tiêu chảy là ói với lại tiêu chảy luôn nha cả nhà, tại cái này là một cái con virus đó, tức là nó mình bị bắt phải nó rồi là mình bị hai thứ đó luôn. Mà rất là, mà có một mình Trang là không có bị nha cả nhà, không biết tại sao, giống như là cái bản năng của người mẹ hay sao á, tức là mình thấy hai đứa con mình đang bệnh, thấy chồng mình đang bệnh nên mình cố gắng làm sao cho nó khỏe, nên là Trang không có bị bệnh luôn. Là hổm ngày nay là 10 ngày rồi Trang không có bị lây bệnh, mặc dù là xung quanh hết người này nôn ói cho tới người kia nôn ói, rồi xong người tiêu chảy, rồi mình hai đứa này nó ói đầy nhà, mình phải là đi dọn dẹp nữa, rất là mệt luôn á cả nhà, tối ngủ cũng không ngon nữa. Tức là khoảng 10 ngày nay á là phải nói là rất là khủng khiếp đối với gia đình của mình, đối với những người nào bệnh, và nó đối với mình cũng rất là mệt luôn. Tại vì nhỉ, khi mà mình đứng gần một người nào mà đang ô nôn ói khó chịu lắm cả nhà ơi, mà cha lúc nào cũng mà thấy ông xã mình nôn mình muốn nôn theo luôn á, không ăn được luôn á. Hôm gầy á, tới ngày hôm nay là mình cảm thấy nó đỡ lại, nên là mình có thời gian một tí để ngồi đây chia sẻ cho cả nhà đó, chứ là thật sự là rất là mệt luôn. Đó. Thì cái lúc mà Trang thấy hết người này tới người kia bệnh á, thì Trang có uống một miếng nước gừng với lại mật ong. Nó uống vào cho cái, mặc dù mình không có bệnh nhưng mà uống đi để cho mình phòng bệnh, để nếu mà mình bệnh thì ai mà chăm sóc cho mấy người này này. Đấy. Với lại mấy đứa nhỏ nó mà bệnh nó rất là mệt luôn, mình cần phải chăm sóc để ý tới nó. Mà nếu mà mình bệnh mình cứ ngủ ly bì nữa thì ai chăm sóc, với lại ông xã của mình. Bây giờ nói chuyện thôi chứ. Quy. Nó thấy cả nhà thì cái bản năng của người mẹ làm cho mình cứ là cố gắng không có bị bệnh để mà chăm sóc cho cho gia đình của mình. Thì nhiều khi mình nghĩ phụ nữ không có được mạnh mẽ như đàn ông, nhưng mà rất là dai sức nha cả nhà, thật sự rất là dai sức. Giống như là sau cái bệnh này nè, Trang cảm thấy giống như là hồi lúc mà Trang mới sinh Soen nó cũng vậy nữa. Lúc mà Trang sinh sinh y đèn chứ, y đèn đẹp Soen luôn, tại vì trong quá trình sinh con bên này mình trải ra qua những cái mà phải nói là những cái vất vả rất là nhiều. Soen nó không có ăn nữa, nó bước xuống rồi cả nhà. Còn y đèn làm đổ nước nên là cởi cái áo ra rồi Soen leo lên lại hả. Thì bây giờ nó đỡ rồi, nó là nó không có còn mà bị tiêu chảy nữa, không còn bệnh nữa. Nhưng mà lâu lâu á, nó cái bụng nó chưa có ổn định nữa cả nhà, nên là nó chưa có ăn được nhiều. Đèn với Soen á, thì hai đứa đang ăn cơm á, mình cũng chưa có ăn, tí nó đợi ông xã mình đi về rồi mới ăn. 10 ngày nay đó cả nhà, hơn 10 ngày đâu, coi thứ ba là 7 ngày nha, thứ tư thứ năm nữa, bữa nay thứ sáu rồi. Sáu là 10 ngày đúng luôn á cả nhà, tức là 10 ngày rồi gia đình của mình toàn là hết té đi bệnh viện, xong rồi đi tiêu chảy, rồi đi bệnh viện, rồi ở nhà, rồi trời thì mưa mình phải đội mưa đi ra ngoài mua thuốc cho ông xã mình, rồi trời lạnh rồi này kia nữa. Tóm lại là thôi rất là mệt. Đưa cho cô chú coi, đây là cái chậu hoa lan mà
ông xã mình tặng cho mình là cho nhỏ xíu vậy đó. Caca. Đây là kỷ niệm 9 năm hai đứa gặp nhau. Ông xã tặng cái chậu hoa này nè, rất là dễ thương. Được rồi con đừng nói. Thì mình mới nhớ lại hồi lúc mình sanh Ê Đèn á cả nhà, thì cái lúc mà sanh Ê Đèn nó ra là rất là mệt luôn, là tại vì bị mà đau bụng á, đau bụng mà đẻ đó. Thường đẻ là lúc đó là 9 giờ tối ha, mà tới 7-8 giờ sáng ngày hôm sau mình mới sanh Ê Đèn đó. Thì giờ thì là tức là nguyên một đêm đó là mình không có ngủ, hay ông xã mình cũng không có ngủ luôn. Thì khi mà mình mà sanh Ê Đèn xong rồi nó ngủ nguyên ngày luôn, tối là nó khóc nguyên đêm luôn á cả nhà. Thì là đêm thứ hai là phải trắng đêm với nó nữa, thì ông xã mình không thức nổi luôn á. Bởi vì đàn ông mạnh khỏe thiệt nhưng mà tới cái sức không có dẻo dai như người phụ nữ nha. Đó thì mình á là mà mình nói thôi ông xã mình đi ngủ đi chứ gì gục gục có đâu ẩm mà con nổi đâu. Đó mà mình lần đầu tiên mình ôm đứa nhỏ, nó không có ba mẹ không cái bên, không có ai hết trơn á, mà ở trong bệnh viện á buổi tối á, mấy người mà y tá mà trực á cứ để cho mình tự xử luôn, tự cho mình cứ lại mình hỏi nghe uống hay không, mình có hỏi gì nó thì nó khóc để ẩm lên thì biết là ẩm lên rồi, nhưng mà hả là còn khóc luôn á cả nhà, chỉ là ẩm hoài như chị này cho nó bú mà nó cũng còn khóc đêm đêm luôn. Thì á làm cái đêm thứ hai là mình thức trắng đêm, rồi ngày hôm sau là mình má ba mẹ mình gọi điện qua là mình khóc ồ luôn, tức là mình cảm thấy mình rất là tủi thân, mình không có người thân bên cạnh, rồi với lại không ai chăm sóc hết trơn á, nên rất là mệt. Thì đó mình cũng nghĩ một tuần vừa qua cũng giống như là cái lúc mà mình mới sanh con vậy đó, nhưng mà bây giờ thì mình đã có đứa thứ hai rồi nên là mình quen rồi, nên mình không khóc nữa, tức là những cái nào mà cực khổ mình chịu được nữa, chứ mình không có mà cảm thấy như là không có cả cảm thấy tủi khi mà mình đối diện với lại những cái lúc mà mình bệnh hoạn, mình khổ mà mình xanh xô quen đó cả nhà. Mình cũng bị cũng giống như vậy, cũng gặp trường hợp như vậy đó, tức là ông xã mình đó lúc đó công việc là nhiều quá nên là giống như là bị stress đó cả nhà. Thì sẽ như lúc đó ông xã mình bị cái bệnh gọi là bệnh zona, tức là cái bệnh mà cái con virus của cái bệnh này là cái bệnh thủy đậu, bệnh nổi cháy rạ đó cả nhà. Khi mà người nào mà đã bị rồi đó, mình vẫn còn cái con virus đó trong người, và khi nào mà cái cơ thể của mình nó bị stress nhiều quá, nó bị áp lực nhiều quá đó, thì cái con đó nó sẽ làm ra một cái bệnh gọi là cái bệnh zona. Thì cái bệnh đó nó làm cho mình nhức một cái bộ phận nào đó trong cơ thể, bị chân hoặc là nhức cái tay hay là gì đó, và nó có những cái mục nhỏ nhỏ như nè, nhỏ ti ti, nó không giống như cháy rạ, nó nhỏ hơn mà nó nổi xuôi lên đó, thì nó xẹp xuống, nó không có thẹo như là cháy rạ nó. Thì mà cái bệnh đó đó nó cũng rất cũng nguy hiểm, có cái là thí dụ như mình không điều trị thì kịp thời đó, là mình có thể bị di chứng đó. Thì giờ khi mà mình bị thì mình phải đi bác sĩ để mà thường á thì là thường thì cái bệnh đó đó là khi mình bị á là mình bị nhức nhức người trước, rồi xong rồi mình nổi mấy cái hộp lên. Thì cái đó là mình biết liền, mình đi trị liền. Còn như ông xã của mình là nó nổi mấy cái hộp lên trước, rồi xong rồi mới sau đó mới bị nhức. Tức là cũng xui đó cả nhà, tức là không có, nó không có bị bình thường giống như là theo cái luật bị bệnh đó. Thì khi mà ông xã mình bị là đó là cái lúc đó là mình sanh sơ quen. Thì khi sanh sơ quen là ông xã mình không đi nổi, tức là nó nhức cái chân á, một bên cái chân này nào là không đi nổi luôn á, vừa giống như là đi vừa đi mà đi cà nhắc đó, là nó gọi đi cà nhắc đó. Cái bệnh nó lây nha cả nhà, mà nó lây á là nó sẽ lây, nghĩa là cái con virus đó khi mà bị lây á là nó lây thành cái người nào mà chưa từng bị thì nó sẽ lây và cái bị bệnh nhỏ cháy rạ. Thì đã sau đó khi mà mình xăm sơ quen á thì ông xã mình lây cho Ê Đèn thành cháy rạ, rồi Ê Đèn mới lây cho Ê Đèn sơ quen, mà cái bệnh cháy rạ nó dành cho những đứa lớn cỡ 1 tuổi 2 tuổi trở lên bị không có sao, mà tức là dưới 3 tháng tuổi á, hoặc là mới sanh đó, nó gọi là nuvone mới sanh đó, tức là mà bị bệnh đó nó rất là nguy hiểm đó. Thì Ê Đèn sơ quen nó đã bị bệnh đó, mà cũng may nha cả nhà,
cũng may là Soen bị bệnh đó, đem đến bệnh viện hỏi là Soen có bú sữa mẹ hay không, thì là hơn là mẹ mình cho bú sữa mẹ. Và sữa mẹ tức là hồi lúc mà mình người mẹ đã từng bị cái bệnh nội trái rạ rồi, nên là có cái anticor rồi, tức là chất đề kháng, có cái sức đề kháng của cái bệnh này rồi, nên là trong sữa nó có cái chất đề kháng, nên là giúp cho bé chống lại cái căn bệnh này, tức là cũng may á cả nhà. Đó thì là Soen nó bị rất là nhẹ, và chỉ có một giờ sau đó là nó hết rồi, mà lúc đó là nó chỉ có 2 tuần tuổi thôi đó cả nhà. Thì sau những cái mà không có nói chuyện được với anh là hai anh này cả nhà. Quy đó thì sau những cái vất vả hay là những cái mà xui đó, thì mình cũng đều may mắn vượt qua, nên đó là mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn cô chú anh chị, nếu mà trong cuộc sống mình có gặp được những cái điều không may thì cũng không có mà nên là thất vọng hoặc là bi quan, vì cuộc đời á nó tức là nếu mà một cái cánh cửa này đóng lại thì cũng sẽ có một cánh cửa khác mở ra, tức là lúc nào mình cũng sống lạc quan yêu đời thì cái cuộc sống của mình á nó mình như là mình lúc nào mình cũng cố gắng để vượt qua những cái mà bất hạnh trong cuộc sống, mặc dù là ai cũng trong cuộc sống đều có những cái đều có những cái không vui, đều những cái xui xẻo, nhưng mà mình cố gắng sống lạc quan để mà vượt qua đó. Thì đó là những gì mà Trang muốn chia sẻ đến cho cả nhà, và mong cầu chúc bình an và hạnh phúc đến tất cả các cô chú anh chị và các xin cảm ơn tất cả các bạn đã cô chú anh chị đã dành thời gian xem video này của Trang. Xin cảm ơn thật nhiều. Nếu như cô chú anh chị có thấy thích video thì xin hãy bấm like, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.